giúp phát là chạy hết luôn. Từ lần đấy anh làm đại ca khu vực này nhở, mà thằng nào mà không chơi mà suy anh con dao này anh phải nao máu bao nhiêu lần rồi đấy này, anh nên là anh phải nao máu bao nhiêu lần rồi đấy con dao này đấy. Và không biết bịt cái này mà học YouTube phải mất tiền, mà cái này chẳng lẽ lại không mất tiền, nghĩa là không buồn nghĩ xem làm nghĩ em là bây giờ làm thế nào. Tôi Tiến Bim Trung Quốc chào tất cả anh em. Tôi Tuấn Anh xin chào tất cả các bạn. Đấy anh em ạ, nói chung là ngày hôm nay thì thật sự là thật là vừa đi đá bóng thì lại giao nhiệm vụ cho tôi với Tuấn Anh là hôm nay là có một cậu học viên mới. Đấy. Học viên mới ạ? Ừ, thì thế học viên mới là thằng nào lên là cũng phải làm luật đó. Chuẩn luôn. Nhưng mà thật sự là bây giờ thì còn độc mỗi hai anh em quán rồi hiểu không? Tuấn Anh thì cũng đang bận sửa video thôi, nhưng mà mình thì mình muốn gọi Tuấn Anh ra đây tí nữa, nếu mà lúc nào nó phản anh ở trong đấy nghe đấy mày phải ra ấy hả? Okay. Không nó vã anh không chạy được đó. Okay, đấy còn bây giờ mình nói thật anh em mà mình bây giờ mình sẽ đặt góc quay, bởi vì vừa thật bảo là nó sắp đến đây rồi nhưng mà thật lại bận đi đá bóng kèo trong kia đấy, nên bây giờ mình sẽ đặt góc quay và chờ lên đây mình sẽ làm luật đó. Hôm nay thằng học viên mới này nói thật anh em á, thằng nào mới lên đều bị làm luật cả, nên hôm nay á làm luật thằng này gắt luôn. Đấy, sau cái mùa dịch lên là phải gắt đó. Đấy. Còn bây giờ thì thôi không nói nhiều, mình sẽ đặt không quay và chờ nó lên. Anh em hãy nhớ là luật xem hết màn show này nhá, anh em nhá. Anh ơi. Chị em hỏi đi anh thật có nhà không? Hỏi ai? Anh thật có nhà không ạ? Thật á? Làm gì ấy? Em xuống học anh ạ. Học à? Vâng. Ờ, thế ngồi đây nói chuyện. Ồ. Ở đâu đến đây? Em ở Lạng Sơn anh ạ. Lạng Sơn à? Vâng. Xa phết định à? Ô mà đang mùa dịch cũng đi à? Vâng. Ây xa. Mà Lạng Sơn chỗ khu ấy có dịch không ấy? Khu em không có dịch đâu anh. Không dịch à? Vâng. À, anh sinh năm giờ nhỉ? Em sinh năm 2001. 2001 gọi mình bằng anh nhá. Mình 2003. À quên. 93. Đó 2003. Thế nói chuyện qua thật chưa? Em nói rồi. Nói rồi à? Thật cho xuống à? Thật cho xuống. Mà nó cho xuống nó không đoán nó lại đi ấy nhỉ? Đá nào nhỉ? Nếu em bảo anh thật rồi anh ạ. Gọi nó thằng cu ly ở quán này gọi gì nó? Trường đến quán này phải gặp anh nhờ. Anh là chủ quán này mà. Thật thằng cu ly của anh đi. Mà này quán thế. Hai lẻ ba. Hai lẻ một anh ạ. À quên, 201. Nhầm. Mà đến quán này nghe nhà núi sao nhỉ? Nhà em ở trên đồi ấy thôi. Trên đồi à? Em nói gì ấy? Xem áo. Ui giời. Cái này vàng. Đấy là vàng tây thôi anh ạ. Vàng tây à? Sao đeo món này? Món này nhẫn này. Món này món đeo nhẫn á? Vâng. Nhẫn nào? Nhẫn này nhẫn cưới. Hay là một nhẫn cưới. Vâng. Lấy vợ à? Lấy vợ. Lấy lâu rồi? Em vừa lấy. Vừa mới lấy à? Vâng. Ê, vợ 201 xem là bây giờ mới có 19 à? 19 ấy, vợ vợ đủ 18 chưa? Em đủ rồi. Đủ rồi à? Và em mặc rồi. Thế tìm hiểu gì về YouTube chưa? Tìm hiểu à? Biết sơ sơ. Biết sơ sơ ấy. Mà sao nó chuyện anh rung nó nào gì ấy? Mà cái khu vực này mày rung này khu vực này đi quay kiếp nói mình nhá. Nhiệt đây
Anh là anh bị mấy thằng nó vã mấy lần rồi đấy. Bây giờ anh cũng bình hết cái hạn khu vực này. Rút rút này đi quay nó quay không chết đấy. Làm YouTube này nó thật là nó ấy lắm, không ra tiền đâu, ngon không ra tiền bằng với cái ấy đâu. Hả? Cái gì là ra tiền? Thích cái gì thì bằng ra tiền đâu. À, nói thật lên quán này bây giờ là khu vực này ấy. Nha, nói mày nha, khu vực này nếu như mày hiền như này đi ra ngoài đường quay biết bọn bảo kê làm bảo kê như nào có đấy. Anh nói thật là mày anh bảo kê khu vực này. Anh ở đây thật nó là gọi là chủ quán thật nhưng mà nó vẫn dưới anh hiểu không? Anh làm bảo kê mà đấy. Thời xưa là anh mới lên, lúc anh mới lên quán ấy. À, nó gọi là lúc đấy anh mới lên gọi là gà mới à, đúng rồi. Kiểu như khu vực này có thằng nó cũng khá là ác luôn, nó anh đi quay nó biết anh kiểu dân giang hồ ấy. Đấy, là nó anh đến đây phát làm là nó đã đi quay phát là nó đã sai đàn em để ám sát anh đấy rồi. Anh đánh 3 lần. Mày. Thấy không? Anh nói mày nghe, anh tuyên bố thẳng mặt nó và mẹ mày, bố mày đã muốn ở hiền rồi mày lại còn muốn thế này thì mẹ mày đợi bố mày nữa. Thế mà làm sao nó định cho đàn em nó chơi anh nghe. Đấy, anh dùng mày giúp phát này chạy hết luôn. Từ lần đấy anh làm đại ca khu vực này vậy không, anh bình hết thiên hạ khu vực này luôn. Ôi ôi, rào riếc thì đã dưới này ghê chết đi được. Nhà bẩn thế nhỉ, nhà nghe quán này là em quét qua cái nhà này. Quét cái gì, ngồi xuống đây mà thì mà cũng sợ sợ cái gì. Ta làm bảo kê quán này đến đi học sợ cái gì? Không phải sợ. À, mày biết biệt danh anh là gì không? Danh gì? Tiến Miệp Trung Quốc. À, biết biệt là gì không? À, không. Anh này, mày chưa nghe từ biệt bao giờ? Chưa biết biệt bao giờ? Chưa. Mà anh nói với anh thế nào? Anh lại cả từ dưới cho mày nghe nhá. Hồi xưa ấy, là lúc trước khi lên quán này nhá. Là anh ở bên Trung Quốc. Là anh bịp ở bên Trung Quốc ấy. Anh bịp hết bên Trung Quốc rồi. Quen mặt quá nên không làm ăn gì được. Anh phải về bên này. Bây giờ anh chuyển sang là khu vực này em giúp hỏi thằng Tiến Bịp Việt Nam ấy. Là nó biết ngay. À, biết không biết bịp là gì phải không? Có biết chơi đấy không? À đâu. Quán bịp này lúc nào cũng có quyền đều. À biết không? Em không biết chơi. Nạt tí không? Chơi anh thân mẹ. Thành Liên mạnh dạn lên nói cho to vào. Biết chơi không? Em biết chơi sơ sơ nhưng mà chơi không lại anh. Biết sơ sơ à? Vâng. Ờ. Cũng biết tí phải không? Vâng. Làm tí nhỉ? Làm tí không? Thôi, em không biết chơi đâu. Vừa mày bảo biết chơi. Mày bây giờ mày khi nào mà cũng chơi được. Sợ chơi không lại anh đâu. Không lại á? Ờ. Có biết bịp không? Em không. Lên cái quán này không biết bịp là vất 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 vất. Mày nhìn thấy cái gì không? Không biết chơi bịp. À không biết chơi bài. Quả mày biết tí đó. Ừ thế được đấy. Nhưng mà anh bảo thật mày nhá. Anh thì anh bây giờ anh bỏ cái nghề đấy rồi mà anh truyền nghề cho mấy cái thằng ở trong team ấy. Là bây giờ chúng ta đi đá bóng thôi. À, anh truyền hết cho chúng nó cái nghề bịp nèo à. Chưa phải là hết nhưng mà anh truyền nó mấy miếng rồi. Vâng. Là nhá, có nghĩa là nhá,
tối nào chúng nó cũng chơi. Vâng. Xong rồi chúng nó nói chung là xong rồi chúng nó bịp nhau ấy. Vâng. Anh truyền cho mỗi thằng một miếng, nên là hôm thằng này được thằng khác được đấy, mà mày mới lên mày không biết chơi này mà không chơi nhá, anh nói lúc này nhá, thật sự luôn, mày có đam mê cái YouTube này không, mày có xác định ở tem này làm không, anh hỏi lại câu cuối thôi. Có xác định không? Vâng. Đấy thì anh lớn rồi, anh không phải trẻ con nữa. Thì thật sự là mày mà không biết chơi này là mày thiệt ấy. Mà mày tối đến mày không chơi nhá, mấy thằng này nhá, có mặt thật thì nó không nói gì, không có mặt thật mày thì này nó bắt nạt đấy. Chơi thắng bây giờ nhá, mấy thằng chơi cùng nhau thằng nào thắng cũng được, nhưng mà nó không đánh, mà thằng nào mà không chơi ấy, mà suy anh quân gia này anh phải nao máu bao nhiêu lần rồi đấy này, anh nên là anh phải nao máu bao nhiêu lần rồi đấy quân gia này đấy. Bây giờ là không biết bịp đâu mà nên học à, nên học phải có tiền nhỉ, và không biết bịp cái này mà học YouTube phải mất tiền, mà cái này chẳng lẽ lại không mất tiền, nghĩa là không buồn nghĩa xem làm nghĩa là nào bây giờ làm thế nào. Anh em không có nhiệt thì anh một đồng uống nước để anh dạy em vài món không sợ người này đông quá, đông thì ít lắm, bọn này á nó dạy anh dạy nó một đồng nó chỉ dạy 2 miếng thôi, mà mày á dạy 2 miếng cũng thắng đâu. Em không có nhiều đâu, em hay tài không gửi anh dạy em chả anh chả uống nước đây nhá, mày là mày đưa cho anh, mày tự nguyện nhá, mày đưa anh đấy nhá. Đó, cái này xem nào, anh dạy kia 2 miếng thôi, bây giờ anh dạy mày 5 miếng mỗi ngày 1 miếng mà có tiền, còn nhiều tiền không để tối chơi nó à, còn tối nay thì tối nay không chơi, mai mới chơi, mai anh dậy 2 miếng trước để ngang cơ cho nó, hiểu không? Đấy, xong là ngày kia anh dậy mày thêm 2 miếng nữa, xong đến ngày kia anh dậy mày thêm 1 miếng nữa, anh chỉ dậy mày 5 miếng thôi, dậy mày bằng anh thì lần sau anh chơi ra được. Đấy, mà tối nay chúng nó gặp chơi cấm chơi hết rồi. Đấy. Tiền YouTube chiếu tiếc là học chơi cái này, nếu này nhá, nếu anh giận này hết nhá, đặc biệt không, à, chúng nó chưa vào, anh giận mày chơi hết cái này, anh nói thật mày giận mày biết chơi hết cái này, không cần phải làm YouTube luôn, ha, à. Ô anh đua mày làm gì, à. Anh nhận 1 triệu biết chưa, à. Cấm nhưng mà cấm nói với thằng nào biết để anh còn ấy, anh còn giận mày không, mày nhá, mày que chúng nó, mày gặp chúng nó không chơi đâu. Vâng. Biết chưa? Vâng. Bây giờ vào cất đồ đạc đi, đồ đạc cất ở dưới này này. Vâng. Xong có gì mai anh lên giận, tối nay cấm chơi nó. Vâng. Tối nay chúng nó bảo gì, bảo là anh Tiến bảo là mai mới được chơi. Vâng. Thì chúng nó khác hiểu ý là chúng nó không bắt chơi được, biết chưa? Vâng. Đấy, xuống cất đồ đi. Ấy nhá. Anh em ạ, thằng này rát đòn thật đấy anh em, mới lừa một tí mà thằng này nói thật anh em ạ, trên bảng xuống sao dễ lừa thật, vừa mới nói thế thôi đã làm ngay một củ đấy. Anh em thấy được nói thật anh em ạ, ở quán mình không có cái trò nào gọi là bịp bậm gì hết đấy, mình chỉ đùa nó thôi, trêu nó tí thôi, chỉ chôn học viên mới tí thôi anh em ạ, nhưng mà thôi chắc mình cũng kết thúc video thì gọi nó lên trả nó làm tiền, mình làm thiếu mình chết anh em. Đấy anh em xem video mình thấy mà sổ lá mình hay nhá, thì anh em cho mình một like cũng như một share và một đăng ký. Nếu như anh em mà có ý tưởng nào hay để comment ở dưới để mình thực hiện cho anh em xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào anh em.